Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lợi Minh. Mình chia sẻ tiếp phần 2, tập 2, cảnh 2. Nói anh chị các bạn, mỗi lần mà mình đi công chuyện mà mình lái xe, cái tư duy của mình nó rất là thông thoáng. Phải nói là mình ngồi mình suy nghĩ về quê hương, về tổ quốc. Mình thấy rằng tại sao Việt Nam mình có được một đất nước hòa bình độc lập như ngày hôm nay. Tuy rằng những nan đề của mình nó vẫn có, nhưng mà Lợi Minh thường nói đang được khắc phục để xã hội ngày càng một tốt đẹp hơn. Thì các bạn thấy mình sẽ chia sẻ tiếp phần 2 về vấn đề mà du học sinh, anh chị các bạn, mà và những người đi lao động ở nước ngoài. Các bạn biết những cái câu chuyện này ở trên không gian mạng, tụi chống cộng ở hải ngoại, tụi nó lợi dụng cái chữ du, những cái gọi là du học sinh và những người đi lao động ở nước ngoài, nó lợi dụng khủng khiếp lắm. Không phải là mới đây đâu, tại vì bây giờ Facebook nó mạnh đó, thì nhiều người mới biết những cái sự mà tổ chức cho những cái tổ chức chống cộng ở hải ngoại, nó tập trung vào những cái giới trẻ như du học sinh rồi. Nó các bạn biết hồi cái thời của tôi tham gia vào 360 và phải thao thoát á, các bạn biết cái thời mà tôi đã đến đất Mỹ, mà cái thời đó mình còn khó khăn đó, cái thời đất nước còn khó khăn ở cái bao cấp, là tôi đã có mặt ở Mỹ rồi. Các bạn biết, tôi lên mạng tôi thấy những cái người mà đi lao động ở cái thời đó, nó lên mạng nó xuyên tạc chống phá Việt Nam mà để đặng nó được định cư, như theo cái gọi là diện nhân đạo của tụi nước sở tại, nó cho tị nạn chính trị như vậy. Cho nên những cái thành phần mà nó đi lao động và được du học, được nhà nước cho đi du học ở những cái quốc gia xã hội chủ nghĩa, tụi nó phản quốc ghê lắm. Tôi nói các bạn, nó ra đi lúc mà nó còn ở trong nước đó, nó nịnh bợ thủ trưởng. Tại vì sao? Tôi lên trên mạng á, nó tham gia vào những cái diễn đàn chống cộng như Pào Thoát rồi, nó nói sạch xanh xanh ra. Tôi lên là tôi chửi nó, không còn tôi nói chửi đâu, phải chửi bậy không. Tôi nói mày là cái thằng phản phúc, mày là cái thằng khốn nạn. Mà đất nước mà khi lâm nguy khó khăn, các bạn biết nó nịnh bợ, nó kể nha, nó phải lòn cuối thủ trưởng để đặng mà nó được đi lao động, nó được đi ra nước ngoài, nó đặng mà nó tu nghiệp, đi học, đi vô cho du học đó bạn. Nhà nước mình cho tụi nó đi du học để trao đổi những cái kiến thức đó. Các bạn biết nó kể, nó lòn cuối thủ trưởng. Mà tiền các bạn biết ai? Tiền là của nhà nước cấp cho tụi nó đi không đó. Trong khi đó, những cái thời đó, các bạn biết đất nước khó khăn trăm bề, mà nó đi ra xong rồi nó phản phúc để đặng mà nó bán cái tổ quốc, để nó xin tị nạn chứ các bạn. Các bạn mà vào trong Pào Thoát, bây giờ cũng còn mấy thằng đó, lâu lâu tôi vào tôi gặp tụi nó là nó ngán tôi lắm. Tại tôi chửi nó không còn bờ bến gì hết. Tôi nói mày là cái loại phản phúc, mày ăn tiền của bác và đảng cho mày qua bên cái những cái quốc gia khối xã hội chủ nghĩa để đặng mày tu nghiệp, nhưng mà vì cái chủ nghĩa vật chất mà mày phản bội, mày lên trên này mày chống phá, mày xuyên tạc Việt Nam đó. Mấy tụi nó đó, mấy cái diễn đàn của tụi nó tôi ngồi tôi nghe, cho nên tôi biết rất là nhiều về mấy cái tụi mà núp bóng du học sinh, lao động đồ. Như tôi nói tôi xin bạn, tôi biết rất là nhiều về tụi nó. Có nhiều thằng qua Mỹ cũng vậy, qua bên Mỹ ngày xưa nó đi theo mấy cái diện ông bà ông cha ông giải vậy. Ngày xưa cái thời bao cấp nó còn làm cho cơ quan nhà nước nha, chèn hồi nó nịnh bợ, nó kể nó nịnh bợ để đặng nó ăn chặn đồ kia. Rồi nó qua bên Mỹ, các bạn biết nó sống trong mấy cộng đồng của tụi chống cộng đó. Các bạn vào trong Pào Thoát có cái thằng cái nick là Game OK, cái thằng đó tôi chửi nó sốc mặt. Tôi nói nó là cái loại phản phúc, cái loại khốn nạn nhất. Tại vì cái thời bao cấp, các bạn biết tụi nó lòn cuối, nó móc nó lách để đặng mà nó sống trên nhung trên lụa, còn biết bao nhiêu những người khác khổ sở. Mà bây giờ nó lây quay ra, các bạn biết nó nói nó xuyên tạc để đặng mà nó lấy lòng mấy thằng chống cộng ở ngoài. Tại nó sống trong cộng đồng, các bạn biết, nó qua đó nó mở tiệm trong cái cộng đồng của người Việt,
cho nên nó lệ thuộc vào trong đó, thì nó phải theo mấy cái tụi kia, mấy tụi chống cộng để đặng mà ủng hộ nó. Các bạn biết ở bên Mỹ mà, các bạn mà sống trong cái cộng đồng của người Việt là các bạn phải theo tụi nó, đóng góp vào trong những cái quỹ của tụi nó, còn không thì nó để nó dễ gì nó cho mà mần ăn hy sinh sống. Cho nên mấy cái thành phần này nó rất là khốn nạn và chó má, tôi ghét lắm, tôi khinh bỉ. Tôi không bao giờ bán cái tổ quốc quê hương của mình, chưa bao giờ, vì cái miếng ăn. Tôi thà đi làm thuê làm mướn, các bạn biết qua Mỹ tôi làm thuê làm mướn, làm cho những cái tiệm nhà hàng của Mỹ, không bao giờ làm sống trong cái cộng đồng Việt Nam. Tụi nó thì bẩn lắm, cho nên mấy cái thành phần mà nó gọi là du học sinh ở cái đời đầu, các bạn thời mà mình còn gọi là bao cấp đó, tụi nó rất là khốn nạn. Mấy thành phần nó khốn nạn hơn cái đám sau này, cái đám sau này cái đám chốc chốc lôi trôi như con voi, còn cái đám mà trước nữa kìa, cái đám mà gọi là du học ở những cái thời gian đầu khi mà đất nước còn khó khăn, các bạn biết du học mà với lại lao động đó, được cho đi qua cái khối xã hội chủ nghĩa lao động nữa, cái đám đó còn khốn nạn, nó lên mạng nó chửi, nó qua Đức đụng chính mấy thằng mà sống ở tại Đức. Hồi tôi chơi xin tôi tham gia thao thóp rồi, các bạn biết cái thằng nít là Chơ Minh, gọi là Chơ Minh, nó kể tụi nó phải chửi cộng sản, phải chống cộng ác liệt để đặng mà nó được định cư ngày hôm nay. Cho nên các bạn thấy những cái đám mà du học sinh bây giờ mà mượn danh mà lên mạng xuyên tạc chống phá đất nước, cái lũ ô hợp, tôi xem nó là cái lũ ô hợp. Cho nên đối với các bạn, nhiều khi các bạn thấy nó lạ hay là nó kỳ cục dị hồn gì đó, thì có như tôi thấy mấy cái thành phần này tôi đã biết tụi nó quá nhiều. Cho nên tôi trở về với quê hương của mình, tôi mong rằng bà con đồng bào những người ở trong nước hãy hết sức thận trọng. Tôi nói mấy cái thành phần mà du học mà lao động mà nó phản phúc lại quê hương, tụi nó hả, như chẳng khác nào cái loại mà súc vật. Tại vì sao? Nó còn thua một cái người ăn mài ăn xin đi bán vé số. Tụi nó bị đứt dây thần kinh nhục rồi, các bạn biết đó. Tại vì con người của tụi nó phải bán tổ quốc, phải xuyên tạc, phải chống phá để đặng mà tìm được cái vé để đi định cư, để đặng hưởng được cái phúc lợi xã hội. Tại vì các bạn biết khi mà nó định cư chính trị á, thì nó được hưởng cái quyền gọi là phúc lợi xã hội, còn định cư và kinh tế thì đâu có được. Các bạn thấy định cư kinh tế là gì? Những người bảo lãnh gia đình thân nhân đồ đó, còn những người đó gọi là đi theo diện kinh tế thì họ muốn qua bên đó gia đình con cái họ nhân đạo, mà họ không được hưởng, mà chính trị thì được hưởng. Cho nên mấy cái đám đó nó bẩn. Các bạn nghĩ nan đề ở những cái quốc gia tư bản chèn ơi, tại vì cái ngôn ngữ quý vị không có hiểu thôi, chứ quý vị mà hiểu rồi quý vị sẽ thấy. Bởi vì tại sao nhiều người đi qua được xứ người lúc đầu thì mơ tưởng giống như cái bà nghệ sĩ Hồng Vân, các bạn đi qua được bên xứ người ui bắt đầu khen nức nở, bắt đầu chê Việt Nam, chửi Việt Nam. Các bạn thấy không? Nhiều thành phần nghệ sĩ Việt Nam bây giờ đồ, những thành phần đại gia đồ, tại họ đi cởi ngựa xem qua, họ qua đó họ sống, họ kiếm được quá nhiều tiền ở quê nhà rồi. Cho nên chính phủ Việt Nam cần phải xem xét lại những cái người như vậy. Họ ăn, họ được thừa hưởng cái thành quả cách mạng ở quê nhà, họ đi ra nước ngoài chút bắt đầu ngoại lai, khinh bỉ. Tôi sống trên đất Mỹ mấy chục năm mà tôi còn chưa bao giờ đội thằng Mỹ trên đầu. Tôi với nó chơi vòng phẳng, nó chửi tôi chửi lại. Tôi làm việc với nó vậy, cái nào là cái đó. À, mày đuổi tao đi, đuổi đi. Đâu có sợ đâu, mình có tay nghề, mình có cái chuyên môn và cái kiến thức của mình, thiếu gì công việc làm, sợ nào. Mình đứng trên đôi chân tôi, sau này tôi đứng trên đôi chân của tôi ra mở công ty và mình làm việc khỏi phải lệ thuộc nào, thích làm không thích nghỉ, chẳng sợ nào cả. Chẳng phải lệ thuộc, chẳng phải ngồi đó ôi Mỹ của tao,
nước Mỹ, nhờ nước Mỹ tao mới có được cái này, tao mới có được cái chàng ơi. Ở Mỹ hả, anh làm mà tôi làm tôi đóng thế, tôi đóng thế, tôi nói thiệt, tôi đóng thế cho Mỹ nuôi cả dòng họ cái lũ chống cộng. Tôi nói thật á, mấy lần nó kêu tôi đưa ra cái income tax cho nó coi luôn mà. Còn Việt Nam tôi về tôi cũng sống, tôi làm việc mà tôi cũng đóng thế cho chính phủ. Chứ thua tôi cũng đâu có phải về đây để được cái gì mà từ chính phủ cho mình đâu. Tôi chẳng đòi hỏi quê, không hỏi tổ quốc làm gì cho mình, mà tôi chỉ muốn làm gì cho tổ quốc thôi. Mình thấy công ơn của những người đã hy sinh các bạn, nhiều khi nghĩ đến họ thấy thương khủng khiếp luôn. Tại sao mà họ đã hy sinh được như vậy, phải nói là bởi vì các bạn thấy tại sao ngày hôm nay những cái quốc gia mà họ hiểu được Việt Nam rồi, họ mới thấy người dân Việt Nam, những cái người mà đã hy sinh nằm xuống họ quá ư là cao cả. Các bạn thấy anh Nguyễn Thái Bình qua được Mỹ du học, nhưng mà anh có sống theo những cái thứ bơ thừa sữa cặn đâu, anh vẫn đấu tranh tới hơi thở cuối cùng khi tụi nó CIA Mỹ nó ám sát anh trên chuyến đi về quê hương. Các bạn thấy tiếng nói của anh đấu tranh ngay trên đất Mỹ, anh đấu tranh những tiếng nói của anh ở những trường đại học, anh vang lên những cái lời nói chống lại những cái sự xâm lược của bọn chính quyền Mỹ thời đó. Các bạn thấy tới nỗi mà nó luôn sợ mà nó phải giết anh để đặng mà cắt đi cái tiếng nói trung thực của anh. Các bạn thấy những tinh thần đó phải nói là quá bất khuất và hiên ngang. Và những tinh thần như chị Võ Thị Sáu, các bạn thấy 16 tuổi trước quân thù không biết sợ, và anh Nguyễn Văn Chổi, tinh thần anh Lý Tự Trọng, các bạn thấy vẫn còn đó sáng ngời trong ta. Hãy yêu quê hương đất nước Việt Nam này bằng trái tim của mình, anh chưa, đừng gì lên mạng này những cái tư thù, những cái chủ nghĩa cá nhân bất di bất dịch, nó làm cho mình bị trở thành những cái thành phần gọi là ngu muội. Mình phải ngẩng mặt cao đầu mà bước đi trong sự hiên ngang tự hào dân tộc, và học hỏi không ngừng để vươn lên. Sai thì mình góp ý để cho nó tốt hơn, chứ không phải sai rồi người kia xuyên tạc chống phá. Không phải có nhiều người họ không hiểu cái vấn đề đó. Nội bộ sai thì mình cần phải góp ý để xây dựng nội bộ được tốt hơn, đẹp hơn, để không bị những cái thế lực thù địch nó lợi dụng xuyên tạc chống phá quê hương. Mỗi lần mà tôi lái xe sao những cái tư tưởng của tôi nó rất là mở rộng. Nó hoài không chịu nghỉ. Live stream xong rồi còn tiếc, nhưng nãy mình nói nó còn sót chỗ nào thấy uổng quá, thằng ra phải live tiếp. Xong ngộ không biết tôi kỳ cục ra thôi, thì mình cũng like cái này. Mình xin chào anh chị các bạn nha, bye 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 bye. Những anh chị em các bạn thân mến của Lợi Minh, mỗi lần mình like như vậy, các bạn biết mấy cái tụi chống cộng hải ngoại nó cay lắm, nó cay còn hơn là ớt nữa. nó cay nó bầm răng tiếng ruột. Tôi có nhiều người nói với tôi là mình anh chia sẻ cái gì mà tôi thấy ngoài kênh kia mấy thằng kia nó dọa anh quá chừng, nơi kệ cha nó bắt mớ tôi. tôi có thèm để ý cái thứ dòi bỏ, cái thứ mà gọi là cấm rảnh mà đòi ốc cốc ốc gọi là cái thứ mà gọi là đầu đường xóa chợ mà kệ cha nó. Đường mình cứ đi sợ chi, tổ quốc gọi ta lên đường, tổ quốc cần thì có ta, tổ quốc khó thì mình luôn sẵn sàng. Quê hương của mình mà, tại sao mình phải chối bỏ quê hương của mình chứ? Quê hương của mình chưa có được tốt hơn thì mình phải xây dựng quê hương tốt hơn, chỉ vậy thôi.
Xin chào các bạn một lần nữa nha. Bye 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 bye.